Đầu năm 2022, từ nguồn tài trợ kinh phí của tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công trình xây mới Trạm y tế xã Cao Ngọc đã được khởi công xây dựng do Ủy ban nhân dân xã Cao Ngọc làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng với tổng diện tích sàn trên 894,7 m2, nhà 3 tầng với các phòng khám, phòng trực, phòng sơ cấp cứu, phòng bệnh nhân, phòng xét nghiệm, phòng đông y, phòng hội trường. Ngoài ra công trình còn có các hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, bể chứa rác thải y tế công trình cao 11,1m, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, mái cao 2,5m, tường nhà xe bằng gạch không nung, sơn một nước lót, hai nước màu, chát tường, hành lang lát gạch ceramic, cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng khung nhựa ra cường lõi thép, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Hiện nay công trình đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình vào cuối quý 3 năm 2022 qua đó không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân mà còn đáp ứng đủ tiêu chí số 15 về y tế để xã Cao Ngọc cán đích nông thôn mới trong năm 2022.